Người đàn ông Việt kiều trình báo bị bạn gái chiếm đoạt 139.000 đô la. Quen cô gái qua trang mạng hẹn hò, thấy cô xinh đẹp, nói chuyện hợp ý, một ông Việt kiều 54 tuổi đã mời cô sang Mỹ để gặp mặt. Cô đồng ý lời hẹn, nhiều lần thúc giục ông chuyển tiền về làm thủ tục visa. Nhưng khi đã chuyển cho người yêu 139.000 đô, cô người yêu đã cắt đứt liên lạc không cánh mà bay. Ông Việt kiều biết mình bị lừa đảo nên đã cấp tốc bay về Việt Nam không tìm được cô gái và khoản tiền 139.000 đô kia. Ngày 25 tháng 8, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm Trương Thị Cẩm Nhung, 35 tuổi để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau khi làm rõ trình báo của ông Đoàn, 54 tuổi, là Việt Kiều Mỹ. Ông này cho biết, thông qua trang mạng hẹn hò đã quen Nhung, thấy cô gái xinh đẹp, nói chuyện hợp ý, ông đem lòng yêu thương và mời sang Mỹ gặp mặt. Cô gái đồng ý và thực hiện nhiều thủ tục để xin visa. Đầu tháng 3, Nhung thông báo đã có lịch phỏng vấn, xong để được cấp visa cần chứng minh tài chính là tài khoản phải có 39.000 đô la. Ông Đoàn đã chuyển số tiền này cho người yêu. Đến cuối tháng, Nhung thông báo phải có tài sản đảm bảo 50.000 đô la, đề nghị ông Đoàn chuyển tiền về khi nào bay sang Mỹ sẽ trả lại. Tin lời người yêu, ông thực hiện theo. Tuy nhiên vài ngày sau, Nhung nói vẫn chưa nhận được tiền, có thể do nhập sai thông tin. Đề nghị ông chuyển gấp 50.000 đô la nữa để kịp hoàn thành thủ tục phỏng vấn. Ông lại chuyển thêm tiền, nhưng sau đó không thể liên lạc được với Nhung. Qua tìm hiểu, ông biết Nhung không có tên trong danh sách xin visa Mỹ thời gian qua. Ông về Việt Nam nhờ công an điều tra để lấy lại số tiền. Cảnh sát xác định Nhung đã đi khỏi địa phương, hiện không rõ ở đâu. Không rõ ông Việt Kiều có thể tìm được cô gái và số tiền lớn trên hay không, nhưng đây sẽ là một bài học cho những quý ông đang cô đơn cần phải tìm hiểu thật rõ thông tin người bạn của mình trước khi có ý định chuyển tiền, nhất lại là một số tiền lớn. Trong một diễn biến ở chiều ngược lại, thì mới đây, tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên Trần Hỷ Tâm, 41 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, 14 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tại tòa, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai do túng tiền mới nảy sinh ý định giả làm việc kiều Mỹ để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Cuối tháng 3 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Tâm nhắn tin làm quen với chị Trần Thị Bích Vân, 35 tuổi, ngụ Long An. Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Quá trình trò chuyện, Tâm giới thiệu mình là Tuấn, Việt kiều Mỹ về Việt Nam chơi, do dịch Covid-19 nên chưa quay lại Mỹ được. Tâm rủ chị Vân đi chơi nhiều lần, nhưng do công việc bận nên chị này không đi. Ngày 4 tháng 4 năm 2021, chị Vân gọi cho Tâm nói có thể đi chơi. Sáng ngày 5 tháng 4 năm 2021, Tâm điều khiển xe SH đến nhà đón chị Vân. Khi đi, chị này mang theo túi sách, bên trong có 3 triệu đồng, hai điện thoại di động đưa cho Tâm treo trên xe và bịch ni lông có 490 triệu đồng đưa cho anh này bỏ vào cốp xe. Lúc đi đến cầu Nguyễn Văn Cử, quận 1, Tâm hỏi chị Vân nên anh này biết số tiền trong cốp xe. Khi đến cửa hàng bán túi sách ở quận 1, Tâm dừng xe bảo Vân vào mua túi sách đựng tiền cho an toàn. Khi chị Vân bước xuống xe, anh này liền lái xe bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát đến phà cát lái, Tâm vứt bỏ hai điện thoại của chị Vân xuống sông vì sợ bị định vị còn số tiền trên, anh này dùng vào mục đích trả nợ, tiêu xài cá nhân. Ngày 22 tháng 5 năm 2021, Tâm bị công an bắt. Tại tòa, Trần Hỷ Tâm thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo khai do túng thiếu mới nảy sinh ý định trên. Qua sự việc này, thì các quý cô cũng nên có những động thái cảnh giác, đừng chỉ vì cái mắc Việt kiều Mỹ mà làm cho mình mở mắt, mất cảnh giác. Và dù có yêu thương tới đâu thì cũng phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là khi dính dáng đến chuyện tình và tiền.